Bác ơi, con cũng muốn hỏi bác về cái giá giống. Giá giống của trại mình thì mình bán tầm bao nhiêu ạ? Dao động. Thường thường một con bò giống ở trại trang trại của mình đấy, nếu mà từ 6 tháng tuổi dạ. thì nó sẽ dao động từ 17, bò cái nó sẽ dao động từ 17 đến 20 triệu. Vâng. Thế còn một con bò đực mà để thịt ấy, thì là mình sẽ bỏ được mà 6 tháng tuổi mà bán thì cho bà con thì nó sẽ dao động khoảng 22 đến 25 triệu. Bén duyên với nghề chăn nuôi bò sinh sản năm 2007, ông Nguyễn Văn Tráng nhận thấy bò sinh sản dễ chăm sóc, chi phí chăn nuôi ít lại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hơn nữa, vùng đất bãi ven sông của địa phương rất thích hợp để duy trì nguồn thức ăn ổn định và thuận lợi cho chăn nuôi, phát triển đàn bò. Với số vốn ban đầu, ông Tráng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại thông thoáng trên diện tích đất hơn 1.000m² và nuôi khoảng 30 con bò. Mong muốn thành công với mô hình chăn nuôi này, ông thường xuyên lên mạng học hỏi kỹ thuật của các trang trại chăn nuôi trong và ngoài tỉnh. Nhờ cách chăn nuôi khoa học, đúng kỹ thuật, đàn bò của gia đình ông sinh trưởng và phát triển tốt. Khi đàn bò bắt đầu sinh sản bê cái, ông giữ lại để làm giống và tìm mua những con bò sinh sản khỏe mạnh để mở rộng quy mô chăn nuôi. Sau 3 năm, mô hình nuôi bò sinh sản bắt đầu sinh lãi. Hiện, trang trại của gia đình ông luôn duy trì hơn 100 con bò sinh sản và từ 1 đến 2 bò được giống. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn bò, ông Tráng đã dành 3 HA để trồng cỏ voi, nguồn thức ăn chính cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho bò. Ngoài ra, để tăng cường lượng thức ăn cho đàn bò, ông cũng thu mua cây ngô, sắn của các hộ dân khác trong vùng về phơi khô dự trữ. Đồng thời, ông còn chú ý đến việc bổ sung chất tinh bột cho bò, liên hệ một số điểm say sát trên địa bàn để mua cám gạo về trộn lẫn với cỏ cho bò ăn. Theo kinh nghiệm của ông Tráng, để nuôi bò đạt hiệu quả kinh tế cao thì việc chọn giống và cách chăm sóc là yếu tố quyết định thành công. Bà con phải chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh. Trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng, cần chú ý đến khẩu phần ăn của bò. Đặc biệt, chú ý định kỳ tiêm phòng vaccine để đảm bảo khỏe mạnh, phòng ngừa được dịch bệnh. Ông Tráng chia sẻ thêm, gia đình tôi nuôi bò chủ yếu để bán giống chứ không phải nuôi để bán thịt. Vì vậy, thu nhập rất ổn định vì nhu cầu giống bò hiện nay rất cao. Thông thường, một con bê con sau khi sinh được chăm từ 8 đến 10 tháng thì bán được giá từ 17 đến 18 triệu đồng. Trung bình, một con bò cái sẽ sinh sản một lứa một năm, có khi là 3 năm, 2 lứa. Mỗi năm, gia đình tôi bán khoảng 70 con giống, trừ chi phí lãi khoảng hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra, trang trại của gia đình tôi cũng tạo việc làm cho 4 lao động địa phương với thu nhập 5 triệu đồng một người một tháng. Trong chương trình ngày hôm nay, Thủy Tiên sẽ dẫn quý bà con tới với trại bò nhà bác Nguyễn Văn Tráng và bác còn chia sẻ thêm tới chương trình và quý bà con cách thức để chọn lựa một con bò có ngoại hình thể hiện là một bò cái sinh sản tốt. Cụ thể, có dáng thanh nhẹ, da mỏng, lông thưa, thuần tính, hiền lành, các phần đầu, cổ, thân và vai kết hợp hài hòa. Đầu thanh nhẹ, mõm rộng, mũi to, hàm răng đều đặn, trắng bóng, cổ dài vừa phải và thanh, da cổ có nhiều nếp nhăn. Bò có ngực sâu và rộng, xương sườn mở rộng, cong về phía sau, bụng to nhưng không sệ, bốn chân thẳng và mảnh, móng khít, mông nở, ít dốc. Bầu vú của bò phát triển về phía sau, bốn núm vú đều, dài vừa phải, không có vú kệ, da vú mỏng, đàn hồi, tĩnh mạch vú nổi rõ, phân nhánh ngoằn nghèo, rõ ràng. Bà con cái phế thải của nông nghiệp nó là cây ngô, cây sắn. Cây ngô, cây sắn nó rất nhiều. Từ cái việc đấy thì mình lấy về mình băm ổ để cho bò ăn. Đấy, kết hợp với ở ngoài cái mãi của bác có mấy hát ta bác cho ra đây để nuôi cái bò này thì nuôi bò nái thì là nó lại phải có có cái để chăn thả và làm sân chơi. Dạ. Vâng. Thì con giới thiệu với bác, con là Ngọc Thủy Tiên. Con đến từ chương trình Làm Nông Cùng Chuyên Gia do Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng thực hiện. Thì ngày hôm nay thì con rất là vui được bác Nguyễn Văn Tráng có mặt trong chương trình hôm nay thì sẽ chia sẻ cho quý bà con
về mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Và của nhà bác đây là mô hình bán chăn thả bác nhỉ? Bán chăn thả. Bởi vì là cái mô hình chăn nuôi bò sinh sản này đang ngày được bà con ưa chuộng bởi dễ chăn nuôi này, ít chi phí và quan trọng là rất là bền vững. Và lý do vì sao cái giống bò sinh sản này luôn được nhận định là một giống bò rất là bền vững thì con rất là hy vọng ngày hôm nay thì bác có thể chia sẻ cho con và quý bà con được biết. Bên cạnh đó thì cũng mong là bác Tráng có thể chia sẻ kỹ hơn giúp con về kỹ thuật chọn giống cũng như là cách chăm sóc bò sinh sản, bởi vì con biết đó là cái hai yếu tố tiên quyết để bà con có thể chăn nuôi thành công hay không ấy. Thì hiện tại là trang trại của bác là như thường trực đàn bình thường là nó sẽ lên tới tầm bao nhiêu con bò vậy ạ? Bình thường mình sẽ bình thường ở trang trại là nó có từ 70 đến 100 con bò nái. Thời gian này do dịch bệnh vừa rồi, dịch viêm da nổi cục nên là hiện tại là bây giờ trang trại là bây giờ đang có 30 con bò mẹ. Còn đang phải phân tán đi một cái trang trại nữa. Do dịch bệnh mà trại của mình cũng bị chết mất khá rồi, rồi dịch bệnh thì lúc ấy mình cái mới cái bệnh này nó mới nên là mình cứ quen dùng cái kháng sinh phổ rộng nên là bị chết mất hơn chục con. À vậy thì con có hơn chục con bò mẹ và mất 7-8 con bò con. Vâng, rất là tiếc. Nhưng mà bác ơi, con có một cái gợi ý rất là hay cho bác là bọn con cũng đang tìm hiểu và có vừa làm một cái chương trình về cái cây thuốc nam ấy ạ. Cây thuốc nam chữa viêm da nổi cục thì bác cũng có thể thử tham khảo để chữa cho đàn bò nhà mình về sau. Nhưng mà hiện tại là bác chữa khỏi rồi bác nhỉ? Bằng chính cây thuốc nam đúng không ạ? Đấy, sau khi mà cũng được mọi người, một số anh em người ta ở trang trại lớn người ta đã tư vấn đấy ạ. Tư vấn vâng. Và người ta đã cũng lấy cái thuốc này của cái ông ở trên Phú Thọ, Thanh Ba Phú Thọ. Dạ. Vâng. Thế mình cũng lên trên đấy mình lấy về. Lấy về và điều trị cho cái đàn bò nhà mình. Lúc ấy mình lấy cái số ở nhà đây là kiểu ấy. Vâng, rất là thành công, may mắn. Bác ơi, con được biết là bò sinh sản vốn được bà con nhận định là một giống bò rất là bền vững. Thì bác có thể chia sẻ cho con là về cái cách chọn giống bò ấy, thì bà con có thể nhìn vào những tiêu chí nào để biết được là ồ, đây là một giống bò đẹp, con bò đẹp. Bò nái sinh sản ấy, về tiêu chí đầu tiên là ta phải nhìn về ngoại hình. Cái ngoại hình thì là kiểu bò là cái thứ nhất là nó phải nhìn con giống là ta phải thấy từ đầu cho đến chân tay cho đến đầu là nó phải đều. Dạ, đều. Hai nữa là đặc biệt là cái mình có phải chú ý đến cái yếu tố vú của bò. Có vú là nó phải vú cũng phải đều. Vâng. Bởi vì là bò có thể có con nó vú nẹp, vú kẹp. Vâng. Vú nẹp có kiểu con nó chỉ có 4 vú, có con có 5 vú. Vâng. Đấy, nhưng mà vú là nó phải đều. Đấy, hai nữa là bây giờ về từ cái việc cái sinh sản này là mấy cái yếu tố, một là cái yếu tố quan trọng nhất là về vú sữa. Đấy, dạ, vú vâng, sữa. Đúng rồi. Đấy, là khi mà mình đã chọn cái yếu tố là một là con nào nó nở nang này về đầu mông đấy, cho đến là bầu sữa. Vâng ạ. Hai nữa mình kiểm tra qua cả cái nết ăn. Nết ăn. Mấy cái yếu tố đấy thì khi mà con mẹ mà nó ăn tốt thì là con nó mới tốt được. Và cái việc thứ hai nữa là trong chăn nuôi châu bò này đặc biệt là phải chú ý về cái việc vệ sinh, về việc vệ sinh đã làm những trang trại để vệ sinh chuồng trại. Đấy, vệ sinh chuồng trại thì nó sẽ liên quan đến chu kỳ vệ sinh, như thường thường nhà ở nhà mình đây là cứ khoảng 10 ngày là mình lại khử trùng chuồng trại. Yếu tố vệ sinh cũng rất là quan trọng cho chăn nuôi các nhà. Vâng. Đấy, và đặc biệt nó cũng thêm một phần nữa là cái yếu tố về thuốc bảo vệ thực vật, bảo thuốc thú y. Vâng. Đấy, là ta phải dùng những cái loại thuốc của những cái đơn vị nó có thương hiệu. Nghĩa là không chỉ là có những cái tiêu chí về chọn giống. Chọn giống là con còn được biết ví dụ như bò sinh sản này thì cái phần xương chậu của bác nhỉ, là nở rộng đấy, là cũng đúng là rồi. Một trong những cái yếu tố tiên quyết để mình có thể chọn đấy là một con bò đẹp. Rồi thì cổ thanh mảnh, nhiều nếp nhăn đấy bác nhỉ. Đúng rồi. Vâng. Đấy thì
Bác cũng chia sẻ thêm là ngoài các cái yếu tố chọn giống thì còn liên quan đến những cái cách phòng và chữa bệnh. Phòng và chữa bệnh thì mình càng phải quan tâm đến là vệ sinh chuồng trại. Bên cạnh đó thì còn phải chú ý những cái thuốc. Thuốc mình phải dùng những cái thuốc chất lượng mất nhỉ? Thuốc của những cái đơn vị người ta đã được cấp thuốc phép. Bây giờ thị trường có rất nhiều loại thuốc. Vâng. Nhưng mà ở những cái đơn vị mà những cái thuốc mà nó còn có thương hiệu. Vâng. Thì không biết là bác có thể chia sẻ thêm cho con về nhắc đến phòng và chữa bệnh đi ạ? Thì ví dụ như ở trại của mình là đợt trước là mình bị viêm da nổi cục ở bò đấy bác nhỉ? Cái bệnh viêm da nổi cục này là cái bệnh mới. Vâng. Đấy, nó sẽ gây cho bò là sau đầu tiên là nó chỉ nổi mí xong, xong khi nó phát triển ra khắp người. Khắp người trong đến lúc nó sẽ nhiễm vào trong phổi, nhiễm vào trong ấy là bò sẽ chết. Thế nên là từ cái việc ấy mà cái bệnh này nó là bệnh mới. Nên là hầu như là vừa rồi cái dịch bệnh viêm da nổi cục rất nhiều trang trại cũng bị và bà con nhân dân ở nhiều tỉnh thành cũng bị mà bò cũng chết rất nhiều. Không thế còn hàng các cái bệnh khác như tụ huyết trùng rồi nong bóng đỏ mồm rồi thì một năm ở đây trang trại nào người ta vẫn tiêm phòng. Vâng. Như nhà mình năm nào mình cũng tiêm phòng. Vậy là có một bệnh mà bà con cần phải lưu ý trong thời gian hiện tại và đây cũng là bệnh rất là mới, đó chính là bệnh viêm da nổi cục cho bò. Thì không biết là như ở trang trại của bác, sau khi mà mình dùng những cái thuốc kháng sinh không được là mình sẽ chuyển sang cây thuốc nam á nhỉ? Và cá nhân bác có cảm thấy là dùng cái thuốc đấy hiệu quả không bác? Dùng cái thuốc hiệu quả mà. Bởi vì là những con bò, cái thứ nhất là bò mẹ mà đang mang thai. Hai nữa bò bê mà bò bê con mà mới ra mình dùng kháng sinh phổ rộng là hầu như là sẽ sảy thai. Đấy, bò mẹ sảy thai và bò con thì sẽ nó không có sức đề kháng. Vâng. Nó sẽ chết, nhưng mà dùng cái thuốc nam thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến bào thai của con bò, kể cả bò chữa 1 tháng cho đến 9 tháng không vấn đề gì cả. Có thể là vì nguồn gốc của những cái cây thuốc nam đấy là nó từ những cái nguyên liệu tự nhiên, nó không bị dính nhau kháng sinh nên là nó không ảnh hưởng đến chính những con bò kể cả nó đang mang thai. Về bệnh thì bác cũng vừa chia sẻ cho bà con là hiện tại thì những cái bệnh như là tụ huyết trùng hay là mồm lăn móng thì hầu như là bò đã có những cái vaccine tiêm phòng bác nhỉ. Cái dịch bệnh mà đang cần được lưu ý trong thời gian gần đây đó chính là bệnh viêm da nổi cục. Thì bà con cũng vừa nghe bác chia sẻ xong về cách phòng chữa. Ví dụ như ở trại mình đây thì chế độ thức ăn thì bác sẽ cho bò nhà ta ăn những gì vậy ạ? Bò nhà mình đây chủ yếu là ăn cỏ. Ăn cỏ theo cỏ voi ta đấy bác cỏ nhỉ? Voi ta dạ. Cỏ voi ta và ngoài ra thì người có ngoài chất thức ăn xanh thì ta còn phải có thức ăn thô đấy, thô như là đây là mình có rơm rồi thì có cây ngô, cây sắn ủ. Vâng. Thời gian này ở địa phương đây thì cứ nó có 3 vụ cây ngô thì cứ đến chuẩn bị cái vụ tới lại tiếp tục ủ. Như nhà mình tới đây là chuẩn bị ủ, cái còn rơm thì cứ cho ăn thường xuyên. Vâng. Như cỏ là nhà mình cũng chủ động trồng luôn đúng không ạ? Bác trồng bao nhiêu hát hà thì ạ? Hiện tại ở đây là có 3 hát hà. 3 hát hà. Và những cái diện tích xung quanh của bà con người ta trồng ở đây để xung quanh nhà mình đây nó có khoảng 7-8 hectare nữa. Nếu như nhà mình mà tới đây mà chuyển bò về đây là mình vẫn phải nhà không đủ thì mình lại phải mua. Ngoài chủ động về nguồn thức ăn mình có trồng cỏ thì mình cũng thu mua những nguyên liệu như sắn ngô của bà con đấy bác nhỉ? Thu mua cái đấy. Thêm sắn mua thì ngô, hiền mình cám chất ăn tinh để cho họ. Vâng. Bác ơi, bác với một kinh nghiệm của một người mà nuôi bò sinh sản lâu như vậy thì bác nhận thấy là cái chế độ thức ăn của bò sinh sản nó có khác nhiều so với khi mà mình nuôi bò thịt, bộ kéo không ạ? Như kiểu các giống bò khác như bò ba b hay là bò brahman các thứ. Hầu như là chế độ của bò sinh sản. Chế độ ăn thì như nhau. Đấy, chủ yếu như là bò cái sinh sản thì nó liên quan đến phần nuôi con. Nên là khi mà bò mang thai mình sẽ cho ăn cái đàn tinh nhiều là từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 5. Còn từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 9 thì ta sẽ giảm về chất ăn tinh và ta sẽ cho ăn nhiều chất ăn thô. Và khi mà bò đẻ ra thì ta sẽ lại tăng cường toàn chất ăn tinh trong vòng 2 tháng đầu con mẹ nó lấy
có sữa để nuôi con. Vâng, nghĩa là cái nguồn thức ăn tinh thì mình sẽ bổ sung vào tháng thứ 1 đến tháng thứ 5 trong tháng thời gian mà bò mang thai đấy bác nhỉ? đang mang thai đấy. Vâng. Còn sau đó thì bà con có thể giảm lượng thức ăn tinh và thêm lượng thức ăn khô vào tháng thứ 6 trở đi. Tháng thứ 6 đến tháng thứ 9. Đến khi mà bò sinh con rồi để lấy nguồn sữa để có thể nuôi con thì mình lại bổ sung thêm về thức ăn tinh bác nhỉ? Thức ăn tinh trong vòng 2-3 tháng sau đẻ đấy. Vâng. Vậy cá nhân con thấy là khi mà nuôi bò sinh sản này thì cái nguồn thức ăn mình chỉ cần chú ý nhất là cái thời gian mà bò mang thai thôi. Chứ còn thực ra nguồn thức ăn thì nó cũng rất là đơn giản. Bà con có thể thấy như bác là cho ăn cỏ, cho ăn rơm. Còn bên cạnh đó thì bác cũng có thu mua những cái thức ăn của người dân địa phương như là sắn, ngô để bổ sung thêm những cái chất tinh bột cho bò. Khi mà vào trại của bác ấy, con thấy rất là hay ở chỗ là cái kỹ thuật chuồng trại này ạ, nhìn nó rất là sạch sẽ. Cái mô hình này thì mình cũng tự mình làm thiết kế thêm sáng tạo. À, vâng. Theo cái vị trí của nhà thôi. Vì bình thường là con thấy khi mà vào các cái trại bò thì cái phần máng ăn này người ta hay làm bằng bê tông luôn, thì lý do gì là bác lại làm thành cái chất liệu này chứ không phải là máng bê tông bình thường ạ? Làm cái này thì bê tông thì nó cũng tốt, nhưng mà thực ra mà làm cái này thì nó sẽ bằng inox thì nó sẽ bền hơn, nó sạch hơn. Và mình kể cả mình di động được. Kể cả mai này mình có thể ví dụ mai này mình chuyển cái này lên, điện nó càng cao thì mình chuyển cái này lên, cái này mình chỉ nối lên chỉ là được. Nhưng bê tông ông không ấy đâu. Vâng. Bê tông mỗi lần ông xây thì xong ông không động. Bác có thể chia sẻ cho con kỹ hơn về những cái kích thước và những cái thông số khi mà mình làm cái mô hình này không ạ? Về cái máng ăn này đấy. Máng này thì chiều dài thì nó chiều rộng của nó là thường thường mình làm 50 phân. 50 phân, rộng 50 phân đây đúng không ạ? 50 phân, bề mặt dưới đáy là 40, 40, 40 phân. Thế còn chiều cao thì như thế này thì cứ để cho bò ăn vừa tầm nó khoảng 6, từ mặt đất đến khoảng 60 phân, 55, 60 phân. Về cái vật liệu này thì không biết là cái chi phí khi mà mình làm cái inox này còn tốn kém nhiều không ạ? Thực ra là cái inox này nó so với cái tôn thường kia thì nó chỉ đắt hơn một tí. Nhưng mà cái này nó có độ bền. Bền hơn. Đấy, và nó sẽ sạch sẽ. Vâng, cái quan trọng là con thấy là rất là sạch sẽ. Vệ sinh thì mình cũng dễ vệ sinh hơn đấy, đúng không? Vệ sinh kể cả lau chùi quét rửa. Như hiện tại là trại của bác đây thì bò sinh sản bác có bán giống nữa không ạ? Hiện tại ạ. Bây giờ mô hình của nhà mình vừa bán giống cho bà con vùng xung quanh trong vùng, vừa rồi bán cả ra cái tỉnh ngoài như Phú Thọ của các huyện Cẩm Khê rồi huyện Đoan Hùng. Đấy là người ta cũng về đây người ta mua giống. Bởi vì là khi mà con vào trại của bác con thấy có một cái chi tiết rất là lạ, đó chính là hiện tại toàn bò cái, chỉ có duy nhất một bạn bò được ở ngoài kia. Thì như trại của mình đây sẽ dùng cái phương pháp là bắn tinh ạ? Bắn chủ yếu là thụ tinh nhân tạo đấy. À, vâng. Vì thấy có mỗi một bạn bò đực ở kia. Đấy thì... bò đực thì chỉ bò đấy không. Lý do vì sao mà bác lại để một con bò đực ở đấy vậy ạ? Bò đực ở đây thì mô hình này mình cũng đi tham quan một số mô hình, thấy có trại người ta có 2 con, có trại người ta có 3 con. Vâng. Nó tùy lượng bò. Chủ yếu mục đích để mình gọi trong như dân gian mình gọi là để gợi tinh. Gọi là bò. Nhà có đàn ông đấy bác nhà nhỉ? Có đàn ông. Khi mà những con bò này nó có cái hiện tượng để mà động giống ấy là. Thì là nó sẽ có bò được, nó như mình hiểu nhau là nó sẽ đánh thức sớm hơn. Đấy, và khi mà mình cũng đấy cứ buộc cái kia là con nào khi mà có nào mà nó động được nó sẽ tìm ra cái hướng đấy. À, là thế là mình biết thế cái tiêu chí biết là con này rồi thì mình sẽ cho kỹ thuật bắn tinh. Thế hầu hết là mình bắn tinh của loại bò đực nào thế? Bây giờ mình đang bắn tinh của bò 3B ạ? 3B. Và tới đây bắt đầu từ sang năm 22 này mình sẽ bắn tinh cái dòng bò của Cetaphone. Đấy, hai cái dòng bò hướng thịt. Nó sẽ chất lượng hơn. Cái đàn bò xin, bò man ngày xưa là nó cũng kém rồi. Nó cũng đạt hiệu quả bằng. Các giống bò là bác cũng tham khảo, bác cũng thay đổi dần dần đấy. Thay đổi. Bác ơi, con cũng muốn hỏi bác về cái giá giống.
Dạ, giống của trại mình thì mình bán tầm bao nhiêu vậy ạ? Dao động. Thường thường một con bò giống ở trang trại của mình đấy, nếu mà từ 6 tháng tuổi dạ, thì nó sẽ dao động từ 17, bò cái nó sẽ dao động từ 17 đến 20 triệu. Vâng. Đấy, còn một con bò đực mà để thịt thì là mình sẽ bỏ được mà 6 tháng tuổi mà bán thịt cho bà con thì nó sẽ dao động khoảng 22 đến 25 triệu. Đấy là giá cũng đang bị xuống đấy bác nhỉ? Giá như đang bán trong thời điểm này. Vâng. Thế còn cái thời điểm trước thì là nó sẽ có những con nó cũng tùy từng nó, nhưng mà thường thường cứ giá trung bình là như thế, còn có vâng, con nó cũng sẽ 25 27 triệu. Mà thường là các giống bò trại mình sẽ rất là khỏe mạnh ấy, bởi vì những nguồn thức ăn thì mình chủ động, rồi thì môi trường sạch sẽ. Và con thấy có một cái rất là hay ở đây, và con xin phép bác là con sẽ hỏi bác thêm ở chương trình sau, đó chính là về cái đệm lót sinh học. Thì cái mô hình đệm lót sinh học này nó sẽ rất là tốt cho bà con, bởi vì khi mà con vào trại bác ấy con không ngửi thấy một cái mùi hôi gì luôn. Một cái sự đặc trưng của chuồng bò là vào rất là hôi, nhưng mà vào trại bác con không ngửi thấy gì cả. Con cá nhân con thấy là như bác vừa chia sẻ cho con về cái giá giống bò, thì bà con có thể thấy là hiện tại là giá bò rất là thấp, có thể thấy là không thể xuống được nữa luôn đấy bác nhỉ, về cả kiểu giá thịt mình, hay là về chủ quan của mình mà nghĩ là khả năng là cũng chỉ xuống đến mức độ này. Vâng, đấy, với một cái thời điểm mà cái giá bò nó xuống đến như vậy rất là thấp, thì bà con cũng có thể đầu tư vào thời điểm này để có thể tiết kiệm vốn hơn. Bác có thấy như vậy không ạ? Và bác có thấy rằng là về cái tiềm năng của bò vào năm sau hay là những cái năm nữa, thì đặc biệt là bò sinh sản sẽ rất là bền vững và phát triển, bác có thấy giống như con không ạ? Sau bây giờ, sau khi mà mình đã tiêm nó liên dịch COVID-19 liên quan đến nhiều các yếu tố xung quanh, dạ, nhất là về cái việc thông thương giữa các tỉnh này đến sang tỉnh khác, đặc biệt là với Trung Quốc đấy bác. Thế nên là bây giờ thì nó dịch đã cũng phủ, tiêm vaccine nó tương đối phủ gần khắp rồi, nên là về cái thông thương thì nó cũng đang lưu thông ngày hành, sẽ càng mở rộng ngày càng nó sẽ càng mở rộng ra, thì mình nghĩ thị trường bò tới đây nó sẽ tốt hơn, không những ổn định lại mà sẽ còn tốt hơn nữa, hay đúng không? Dạ vâng, thì là bà con có thể thấy là hôm qua cuộc đối thoại giữa Thủy Tiên cũng như là bác Tráng, thì mong rằng là bà con sẽ tích lũy cho mình được hai nội dung chính. Đó chính là ngày hôm nay bác đã chia sẻ cho mình về cái cách chọn giống và cách chăm sóc bò sinh sản. Và cá nhân con thì cũng thấy là đấy là hai yếu tố tiên quyết để bà con có thể quyết định là chăn nuôi thành công hay không. Bên cạnh đó thì còn có một vài những yếu tố khách quan như là dịch bệnh thì không thể tránh khỏi được bác nhỉ. Còn về bệnh viêm da nổi cục là một cái bệnh rất là mới gần đây, thì bác cũng là người đã đảm bảo bác đã bị như vậy rồi bà, và bác đã tìm đến cây thuốc nam để chữa, thì bà con cũng có thể tham khảo. Thì con rất là cảm ơn bác đã xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì con thực sự rất là cảm ơn bác. Không biết là bác Chán rất là bận, nhưng mà bác cũng đã dành thời gian cho bọn con để có thể chia sẻ cho quý bà con về cái mô hình nuôi bò sinh sản của nhà bác rất là nổi tiếng với cái đệm lót sinh học. Bên cạnh đó thì trong số ngày hôm nay bác cũng đã chia sẻ cho bà con về các kỹ thuật chọn giống, cách chăm sóc và cũng như là cái bệnh viêm da nổi cục mới đây, cách phòng và chữa bệnh. Thì con rất là cảm ơn bác ạ. Và con hy vọng rằng là bà con sau khi xem chương trình này thì có thể tích lũy thêm cho mình, cũng như là tìm hiểu thêm về cái mô hình nuôi bò sinh sản, vì thực sự cái giống bò sinh sản là một giống bò rất là bền vững. Nếu như mà bà con muốn xem thêm những mô hình nông nghiệp độc đáo hơn nữa thì đừng quên nhấn đăng ký kênh Làm Nông TV và truy cập vào trang web Làm Nông TV. Ban biên tập của chương trình với số điện thoại 039 878 8989 luôn sẵn sàng là cầu nối cũng như là chia sẻ và giải đáp tất cả những thắc mắc của bà con. Còn bây giờ thì Thủy Tiên và bác Tráng xin hẹn gặp bà con vào số thứ hai để nghe bác chia sẻ về cái mô hình đệm lót sinh học của bác có điểm gì đặc biệt bà con nhé. Xin chào bà con.